Chào mọi người, bây giờ mình sẽ chia sẻ với mọi người về việc đầu tư trái phiếu tại Techcom Security. Bây giờ mình sẽ vào cái app của mình nhé. Đó. Techcom Security sẽ có thể đăng nhập bằng vân tay được, rất là dễ. Để đầu tư được trái phiếu với cái số tiền rất là nhỏ, chỉ 1 triệu đồng là bạn có thể mua được trái phiếu rồi. Đấy, ngay trên cái ứng dụng của mình bạn có thể vào đặt lệnh này. Đấy, đặt lệnh trái phiếu. Đây mình ví dụ nhé, có rất nhiều cái trái phiếu ở đây, có tới hơn 190 của trái phiếu và mình có thể đặt lệnh mua trái phiếu ngay trên này. Mức lãi suất như hôm qua mình đã chia sẻ rất chi tiết về trái phiếu rồi thì bây giờ mình chỉ thao tác đặt lệnh thôi. Đó. Mình ví dụ mình mua trái phiếu của Mansan nhé. Đó. Mình mua ngay trên sàn. Đây mình đặt mua luôn này. Bây giờ mình chỉ cần xác nhận thôi này. Ok, vậy là mình đã hoàn thành đặt lệnh này. Mình ấn đồng ý này. Bây giờ có một bước rất quan trọng, đó chính là mình phải ký cái hợp đồng mua bán trái phiếu. Thì khi ký hợp đồng mua bán trái phiếu, bạn phải đọc rất kỹ về cái rủi ro liên quan đến đầu tư trái phiếu. Đây, ở đây có khá nhiều các nội dung. Ở trên website tiền của tôi.vn của mình cũng đã nói rất kỹ về những cái rủi ro mà đầu tư trái phiếu tại TCBS rồi, bạn có thể vào để tham khảo thêm. Mình sẽ ký hợp đồng này, đây ạ, mục ký hợp đồng này. Mình sẽ đồng ý này. Đó. Bây giờ có một mã OTP sẽ gửi về cho mình này. Xác nhận nhá. Ok, vậy là mình đã hoàn thành mua trái phiếu. Chút nữa sẽ có giao dịch thông báo cho mình là đã hoàn thành nhá. Sẽ có email gửi cho bạn này. Đây là một cái lệnh mua này. Lệnh mua. Đã ký hợp đồng này, chờ TCBS xác nhận. Đấy. Mình sẽ phải còn đến cái bước là thanh toán và chuyển nhượng nữa. Thế thì câu chuyện ở đây là bên TCBS họ sẽ là đầu mối để hold tiền và giữ tiền của bạn lại. Sau đó thì họ sẽ khớp nối với cái người bán ở bên cùng trên hệ thống iConnect mà mình đã giới thiệu. Thì khi mà có người bán phù hợp với cái nhu cầu của bạn thì sẽ TCBS sẽ tự động khớp nối cho bạn để bạn có thể được mua cái trái phiếu này. Đó. Trên đây là mình vừa chia sẻ với các bạn về việc là mua một cái trái phiếu tại TCBS một cách hoàn toàn online, rất là đơn giản. Và nếu các bạn muốn xem tiếp các cái chia sẻ về đầu tư trái phiếu thì bạn có thể là vào cái trang tiền của tôi.vn để xem. Đó, lệnh đăng ký mua này. Đây, mình vừa đặt này. Đó, đã ký hợp đồng này. Đây ạ, 15 giờ 44 phút nhé. Mình vừa có email về đây. Đây là chính là cái hợp đồng này. Hợp đồng mua bán trái phiếu cho bạn này. Rất là đầy đủ thông tin về hợp đồng. Đây, lệnh mua này đã được xác nhận rồi. Xác nhận có đủ trái phiếu cho người đăng ký mua, chờ thanh toán. Chờ một chút thì các lệnh sẽ được thực hiện cho bạn. Chỉ trong 5 đến 10 phút thôi thì cái lệnh mua trái phiếu của bạn nếu đã có xác nhận thông báo đủ trái phiếu thì cái việc đặt việc 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 khớp lệnh mua trái phiếu của bạn sẽ thực hiện rất nhanh chóng. Đó, chỉ trong 5 10 phút thôi. Mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều và các bạn hãy vào cái trang tiền của tôi.vn của mình để có thể
xem nhiều hơn các cái thông tin liên quan đến đầu tư trái phiếu của Techcon Security tại cái chuyên mục đầu tư tài chính và chuyên mục con là Techcon Security. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.